Này Mon, gì mày? Đờ mà mà, sao mày lại chửi tao? Đi mua mì. Mày bố tao rồi đấy. Đờ cơ mà, tao nhịn đủ rồi nhá. Đi không mày? Không. Đờ mà, cái lệ gì thốn? Đi mà. Đã bảo là không. Đờ mà, lại gì nữa đây? Con mẹ mày!